Thưa quý vị và bà con, sau đợt thanh tra lần thứ tư vào tháng 10 vừa qua, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu vẫn chưa có quyết định gỡ thẻ vàng cho thủy sản khai thác của Việt Nam. Ngày 4 tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tỉnh Quảng Ngãi đã và đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong chống khai thác bất hợp pháp. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tỉnh Quảng Ngãi có 5 cảng cá được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản là Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Lý Sơn, Mỹ Á và Sa Huỳnh. Số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ cập các cảng cá này ngày càng tăng. Ngư dân chấp hành đúng các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, đặc biệt là không vi phạm vùng biển nước ngoài. Dù khó khăn rồi em cũng bám biển, ví dụ như Tường Soa, Quần Soa chứ cũng không có đi khu vực nước ngoài. Ra ngoài là ví dụ do đó lỡ nước ngoài họ bắt mình trốn, không có được. Thành ra bắt quấn bắt trong nước thôi, chứ không được quấn bắt theo vùng nhà nước cho đó, mình mới đi. Theo Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản qua cảng là hơn 20.000 tấn. Công tác giám sát sản lượng thủy sản qua cảng, thu nhật ký khai thác thủy sản, xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác được thực hiện đúng quy định. Hiện nay thì bà con mình chấp hành cũng rất là tốt, là có theo quy định của chính phủ EU là có đi khi rời cảng và cập cảng là báo trước sản lượng, báo cập cảng trước cho cảng và báo trước sản lượng cho cảng. Tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản để mang tính răn đe, tăng cường hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng kiểm đăng ký để tàu cá đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản, nhằm đảm bảo 100% tàu cá có giấy phép khi hoạt động trên biển. Tập trung các cái nội dung về thông tin tuyên truyền, quản lý đội tàu, quản lý hoạt động khai thác của đội tàu, rồi truy xuất nguồn gốc, rồi xử lý vi phạm. Dự kiến giữa năm 2024, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục đến Việt Nam làm việc và kiểm tra các khuyến nghị, các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong đợt thanh tra lần thứ tư. Với đội tàu khai thác xa bờ nhiều, ngư trường hoạt động khắp cả nước, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện hiệu quả đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp.